Mời các bạn đón xem bộ truyện Trôi Theo Làn Sóng, tập 0. Hôm đó, tôi lại rơi vào tình thế quẫn bách, vẫn cứ nghĩ mình đã xính quen. Thằng nhóc khốn kiếp, đứng lại! Đứng lại cho tao! Hự! Á! Thả tôi ra! Bốp! Ặc! Ha! Còn chạy à? Chạy nữa không? Bốp! Á! Tao xem mày còn chạy đâu hả? Buông tay ra! Tôi nói rồi tôi sẽ trả. Căn cước cũng đưa cho ông Lưu cầm luôn rồi, còn muốn gì nữa? Ông chủ Lưu cầm một cái căn cước báo mất thì có tác dụng đéo gì? Thằng nhóc nhà mày không thành thật. Bốp! Lần này bọn tao tới mượn nhẹ một cái chân của mày. Không trả tiền thì mày nhảy cà thọt một chân đi nhé. Ông chủ Lưu lấy cái chân tàn phế này của tôi cũng chẳng có ích lợi gì, cầm có thứ khác, được không thế? Ví dụ, con xe Maybach này nha. Khụ, khụ. Hả? Đừng đùa với tao, con xe này của mày á. Nào phải, của bồ tôi đó. Bồ hả? Đúng vậy. Nếu không, anh cho rằng tôi ở đây làm gì? Đi cùng bồ tôi đến bảo dưỡng xe chứ chi? Người nhà giới thiệu, tuổi tác thì có hơi lớn tí, nhưng mà giàu đó nha. Đợi về làm giấy kết hôn rồi, thì tiền của bồ tôi chính là của tôi thôi. Khét! Sự xuất hiện của anh ấy khiến cho tôi vốn đã thê thảm càng thảm hại hơn. Tôi trở nên bối rối, luống cuống. Thông tin nhân vật: Ninh Lan, Lan Lẫn Lơ, tuổi 23, cao 1m77.5. Ước nguyện của tôi linh lắm đó, chia cho em một cái nè. Trong sáng lại lẫn lơ. Tùy ý, đội trưởng, tuổi 18, cao 1m85. Không phải anh tóm lấy tôi không tha, mà là tôi không muốn tha cho anh. Cậu trai cun ngầu, trầm ổn, thông dong. Phương Vũ, đảm đương sắc đẹp, tuổi 21, cao 1m81. Ngoảnh đầu nâng mắt đẹp lung linh. Lục Hiếu Xuyên, đảm đương rác, tuổi 18, cao 1m85, máu lai. Cố Thần Khải, đảm đương hát chính, tuổi 17, cao 1m80, bé cưng ngọt ngào. Vương Văn Dương, đảm đương tài nghệ, tuổi 17, cao 1m80. Cao Minh, đảm đương vũ đạo, tuổi 17, cao 1m78. Phái Thực